Nhìn thấy có hình ảnh rồng vàng bay lên. Nhân đó, nhà vua đã đổi tên Đạt La thành Thăng Long. Và từ đó, Thăng Long đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Ngày gian sơn ấm ân một dài, chẳng bao du từ tại chỗ này. Núi non sông nước trời mây, Đại La gấm vóc nơi đây hòa đồ thiên la.